Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin Tổng thống Putin đã mời ông Kim Jong-un xem xe riêng khi đi thị sát các cơ sở phóng của sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông trước khi có cuộc hội đàm nồng ấm. Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên ngồi vào ghế sau và đi vòng sang cửa bên kia để ngồi vào vị trí còn lại. Ông Kim Jong-un được cho là một người đam mê xe cộ. Ông từng lái một số xe hơi sang trọng gồm nhiều mẫu xe Mercedes khác nhau, một chiếc Rolls-Royce Phantom và xe thể thao đa dụng Lexus. Chiếc Aurus Senat của Tổng thống Putin là loại xe chống bom đạn và được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến.